Bất ngờ giá bán của SUV đô thị Hyundai Venue 2023 chạy, siêu lướt 4.000 km. Một chiếc Hyundai Venue đời 2023 bản cao cấp nhất, đang được giao bán với mức giá chỉ hơn 500 triệu đồng, trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Vào tháng 12 năm 2023, mẫu SUV cỡ A Hyundai Venue chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Tân binh này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Kia Soulnet và Toyota Raize. Theo thông tin tham khảo, một showroom xe cũ đang chào bán chiếc Hyundai Venue 2023 với giá 519 triệu đồng. Người bán cho biết, đây là phiên bản 10T đặc biệt với cả ngoại thất và nội thất màu đen. Chỉ số odo rất thấp, chỉ đạt 4.000 km và tình trạng xe vẫn còn rất mới. Được biết, vào thời điểm mua mới, Hyundai Venue 2023 bản 10T đặc biệt có giá niêm yết 579 triệu đồng. Để sở hữu hợp pháp chiếc xe này, người mua cần chi khoảng 630 triệu đồng tùy thuộc vào địa phương đăng ký. Như vậy, sau chỉ 4.000 km lăn bánh, giá trị của Hyundai Venue này đã giảm hơn 100 triệu đồng. Từ góc nhìn của người mua, đây có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV đô thị gần như mới, với mức giá hợp lý. Về thiết kế bên ngoài, Hyundai Venue 2023 kế thừa vẻ đẹp mạnh mẽ từ Palisade, nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, mang thiết kế thác nước Cascading Grille theo phong cách Parametric Dynamic. Cụm đèn pha Projector LED được tách rời, kết hợp cùng đèn định vị ban ngày DRL bao quanh. Cản trước màu bạc làm tăng thêm vẻ năng động và hiện đại cho xe. Thân xe mang thiết kế tối giản, với một đường gân dập nổi ngang hông. Venue sử dụng mâm xe 16 inch kết hợp bộ lốp 215/60:16. Phía sau, cụm đèn hậu LED có phong cách thiết kế mới, với dải LED kéo ngang đuôi xe. Bên trong cụm đèn hậu là các chi tiết dạng pixel tương tự, như thiết kế của các mẫu xe điện đương đại từ Hyundai. Tổng thể, Hyundai Venue 2023 có kích thước dài, rộng, cao tương ứng là 3.995mm x 1.770mm x 1.645mm, chiều dài cơ sở 2.500mm và khoảng sáng gầm xe đạt 195mm. Khoang nội thất của Hyundai Venue 2023 10T đặc biệt được thiết kế hiện đại, với nhiều trang bị tiện ích. Bảng táp lô nổi bật với màn hình đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch tích hợp đa chức năng, hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay và Bluetooth. Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm ghế bọc da pha nỉ, vô lăng đặc trưng của Hyundai, cổng sạc USB Type-C, hệ thống âm thanh Bose, chế độ lái Drive Mode, cửa sổ trời, lẫy chuyển số sau vô lăng, nút khởi động Start trên Start Engine và chìa khóa thông minh tích hợp khởi động từ xa. Hyundai Venue 2023 10T đặc biệt được trang bị động cơ xăng i3 Kappa 1.0 Turbo GDI cho công suất tối đa 120 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 172 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hệ thống Drive Mode với 3 chế độ lái Normal Eco, Sport giúp xe thích nghi với nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Về tính năng an toàn, Hyundai Venue 2023 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát thân xe, 6 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi và hệ thống chống trộm Immobilier.